Thị trường Vinhomes Smart 1 giao dịch tháng vừa rồi rất sôi động với gần 20 giao dịch. Và riêng Hải Âu 2 này, những cái dòng 90m đã giao dịch lên đến 19 tỷ. Sẵn sổ đỏ và có thể cho thuê kinh doanh được luôn và hoàn thiện rồi. Hay những cái dòng song lập 150m ở bên tay trái đã giao dịch là giá 29,5 tỷ. Và hiện tại một số căn đang chào bán với giá 30 tỷ, tương đương với tầm khoảng 200 triệu. Hay như bên Hải Âu 3 là cái nền giá tốt nhất với những căn biệt thự song lập, giá đang giao dịch là 23,5 tỷ đến 24 tỷ. Thì như tháng vừa rồi đã giao dịch lên đến 5 căn. Và những căn Hải Âu 3 cạnh công viên, giá giao dịch lên đến 25 tỷ và là dãy giao dịch nhiều nhất tại Ocean Park. Còn với phân khu sao biển thì một số căn liền kề 90m giá thị trường đang rơi tầm 18 tỷ đến 19 tỷ. Hay như sao biển 23, 67,5m với mặt tiền 5m, với giá đang rẻ nhất những căn rơi vào tầm 14 tỷ. Còn trong Ngọc Trai thì một số căn biệt thự song lập như Ngọc Trai Đảo Lớn của Ngọc Trai 16 giá giao dịch đã lên đến 31,5 tỷ. Hay đơn lập của Ngọc Trai 18 diện tích 297m view sông, giá trị giao dịch lên tới 70 tỷ. Ngọc Trai Đảo Nhỏ thì cũng giao dịch 3 giao dịch với những dòng biệt thự song lập, những dòng 150m, giá giao dịch lên đến 35 tỷ rồi. Và đơn lập thì hiện tại những căn mặt hồ thì cũng có một số đang giao bán. Thì Ocean Park 1 hiện tại so với Vinhomes Cổ Loa thì nền giá cũng tương đối tốt, khách hàng có thể mua đầu tư dài hạn. Với Vinhomes Cổ Loa thì những căn nhỏ bây giờ giá tranh tăng sớm cũng chỉ tầm hơn 14 tỷ thôi, thì rất nhiều lựa chọn cho quý khách hàng. Anh chị quan tâm thì có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình.